Dạ, sa thú kính cảm ơn Xích Tâm Hương. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, con thành kính đảnh lễ đại đức Minh Mẫn, đại đức Tuệ Nhẫn vừa quan năm giao đạo tràng. Dạ, cảm ơn cô Tuệ Duyên, Xích Trần Đông, Xích Trần Đạo cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Xích An Nhiên ơi, hôm nay có trả bài được không An Nhiên? Có cầm mic được không cho Nhật Quỳnh một tín hiệu à? Xích An Nhiên ơi. Dạ, con thấy hôm nay có đại đức Tuệ Nhẫn vào đạo tràng. Dạ, sư có thời gian ôn bài với chúng con không bà sư? Nếu sư có thời gian, con cung thỉnh mang tay của sư ạ. Dạ, đại đức Tuệ Nhẫn có nghe được âm thanh con không? Dạ, con cung thỉnh sư ạ. Dạ, con cung kính đảnh lễ Đức Phật, con cung kính đảnh lễ giáo pháp, con cung kính đảnh lễ chư tăng, con xin cung kính đảnh lễ thượng tọa Minh Mẫn, con cung kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, con xin được phép nông kệ. Vi tắc ca pa ma thi ta sa cha tu no ti pa ra ga sa su pha nu pa si no phi yo tan ha pa wa tham ti e sa kho dan hang ka ro ti ban tha nang vi tak ka pa ma thi ta sa chan tu no ti pa ra ga sa su fa du pa si no phi ro tan ha pa wa tha ti e sa kho dan hang ka ro ti ban tha nang Vitakapa matita sa chatuno tiparagasa sufanu pasino firo tanha pavatati esakodanhang karoti bantanang. Người tà ý nhiếp phục, tham đắm, tham sắc bén nhằn nhìn tịnh, người ấy ái trưởng làm dây chói mình chặt. Bản dịch của ngài Hòa thượng Thích Minh Châu ạ. Một lần nữa con cung kính đảnh lễ chư tăng và sư xin nhường mic cho rung. Dạ, sa thú con thành kính tri ân đại đức Tuệ Nhẫn. Dạ, cảm ơn Thích Tràng Đông cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Xích An Nhiên, Nhật Quỳnh thấy An Nhiên chạy ra chạy vào. Bây giờ có nghe được chưa? Có thể cầm mic được không, An Nhiên? Và Nhật Quỳnh cũng thấy cái nick Trúc Ngân vào đạo tràng cũng lâu. Nếu Trúc Ngân có thể cầm mic để ông bài thì kính mời. Đường nét An Nhiên bữa nay không ổn rồi. Dạ, Trúc Ngân cho Nhật Quỳnh một tín hiệu nha. Dạ, trong khi chờ đợi, dạ con xin được ông bài Pháp Cú Kinh 349 ạ. Vitakkappa, dạ cảm ơn mình. Vitakkappa tamathita sa chan tu no tibbara ga sa su pha nu ba si no phiêu yo tan ha pha quát tha tích e sa khô đàn hăng ca rô ti ban tha năng. Vitakkappa tamathita sa chan tu no tib bara gassa supanu basino phiêu yo tan ha phawat thati e sa khô đan hăng ca rơ ti bạch than tà năng. Người tà ý nhiếp phục, tham sắc bén nhìn tịnh, người ấy ái tăng trưởng làm dây trói mình chặt. Và đây là bản phổ thơ, bản chuyển ngữ của ngài Hòa thượng Minh Châu. Dạ, cảm ơn Trúc Ngân, không có gì. Dạ. Vì tập ca ba mà thi ta sa chan tu no te ba ra ga sa su phan du ba si no hiệu vô tanh ha pha quạt ta ti
ê sa khô đan năng ca rô ti ban tha năng quỳ tập ca ma thì ta sa chân tu nô tê ba ra ga sa su pha nu ba si nô phiêu dỗ tan ha phà hoạt tha ti ê sa khô đan năng ca rô ti ban tha năng. Người kia tư tưởng chẳng lành, nuôi lớn dục lạc nảy sanh tâm hồn, ải tham như nước thông nguồn, nước càng chảy mãi ải dùn tăng thêm. Là dây trói buộc chắc bền mà ma vương đã sọ xuyên tặng đời. Và đây là bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức Nhật Quỳnh, kính cảm ơn đạo tràng. Bây giờ An Nhiên cầm mic được không An Nhiên? An Nhiên cho Nhật Quỳnh một tín hiệu không ấy, Nhật Quỳnh khóa sổ đó nghe. An Nhiên ơi, cầm mic được không? Rồi mời An Nhiên nha. Dạ, Nam Mô Bụt Đa Giá, Nam Mô Thâm Tha Giá, Nam Mô Sân Tha Giá. Dạ, con kính định lễ quý sư, con kính chào cô tu nữ. Dạ, con kính chào đạo tràng. Dạ, con xin đọc bài Pháp Cú 349. Vi tất cá bá má thí tất xá chăn tu nô tiếp bá ra rát xá Subhanu Bhatsino Piyo Tanha Bhavathati Esakho Đa lành cá rồ tí bành hà năng Vi tát cá bá má thí tát xá chăn tu nô tiếp bá ra tá xúc bà nú bát si nô bít dô tàn hà bá quát thá tí ê xá khô đá hành cá rồ tí bành hà năng. Người tà ý nhiếp phục, tham sắc bén nhìn tịnh, người ấy ái tăng trưởng, làm dây trói mình trật. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Vi tát cá bá má thí tát xá chăn tu nô, tiếp bá ra rát xá su bà nú bá si nô, bí dô tành hà, bá quát thá tí ê xá khô đá hành cá rồ tí bành thá năng. Vi tát cá bá má thí tát xá chăn tu nô tiếp bá ra rát xá su bà nú bá si nô bí dô tành hà bá quát thá tí ê xá khô đá hành cá rồ tí bành thá năng. Người kia tư tưởng chẳng lành, nuôi lớn dục lạc nảy sanh tâm hồn, ái tham như nước thông nguồn, nước càng chảy mãi ái dồn tăng thêm. Là dây chối buộc chắc bền mà ma vương đã xỏ xiên tặng đời. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con xin đọc bài xong. Dạ con kính Giang để bóc bài cho con ạ. Con xin xuống mít ạ. Sa thủ kính cảm ơn sức an nhiên. Nam mô Bích Hài. Dạ một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức Nhật Quỳnh, kính chào đạo tràng. Dạ cảm ơn rạng đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ Nhật Quỳnh kính cảm ơn cô tu nữ tại duyên sức an nhiên. Xích tâm hương vinh quá tha ná, xích đằng đạo, xích đằng đông, rảo hoan hỷ lên kệ kinh. Chúng con cũng kính tri ân đại đức Tuệ Nhẫn đã cùng chúng con ôm bài Pháp Cú kinh số 349. Và bây giờ thì đạo tràng đã đến giờ học bài mới là câu Pháp Cú kinh 350. Con xin
Mời đạo tràng cùng giới Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư trước khi chúng ta được đại đức minh mẫn giảng dạy bài học ngày hôm nay. Cảm ơn Quỳnh Quá Thanh Á đã cho bài học. Nam mô Bích Hà Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sân Kha Dạ. Nam mô Ta Sa Pha Ga Qua Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bụt Đà Ha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Qua Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bụt Đà Ha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Qua Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bụt Đà Ha Sa. Ramma cha lô ca thi ba ti sa hầm ba ti ca tan cha li an thi wa răng a ya cha tha san ti tha sát tập ba ra chấp ca cha ti ca đề se tu tham măng a nu cam bi măng ba chăng sa tham ma phê rim vi na dánh cha ca dăng Sua tanh cha băng thăng a phi thăm ma chăm măng a cô tanh dân thơ ta tu sát cha đăng đăng ba bô thà nay dê bà đi xa giả mạch chê. Chúng sanh tất cả bốn hàng a như sen trong nước minh quang lục chờ trời lỡ mọc đặng nhờ ánh sáng ha trồ hoa lành đại tạng mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường a chiêu khắp ba cõi rõ đường an vui phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng nhị hơi quyết lòng mở đạo dạy đời a nhắm vườn lộc giả ngày dời chân sang thuyết pháp độ các hàng đệ tử a có năm thầy thính dự pháp từ đó là Nhôm Kiều Trận Như a được niệm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp ma 45 hạ giáp vẹn toàn một lòng chẳng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ân phổ cập đám mưa lành rưỡi khắp thế gian bởi nhân cơ tính rõ ràng thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi chúng sanh ngồi khắp chốn đi tối mê cầu được tri tri vẹn toàn. Nam mô Bích Hai Giá và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức minh mẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng duyên sự và ý nghĩa câu khúc của kinh số 350. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa và con kính dân mít đến sư. Sư có nghe được âm thanh con không? Bạch sư, con kính dân mít đến sư. Sa thú lần thay kính tri ân xích Nhật Quỳnh. Dạ, âm thanh hơi nhỏ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sân Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Tuệ Nhẫn, cùng Chư Tôn Đức Hiện Diện. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ, thân chào chư Phật tử. Kính tri ân quý vị đã cho biết là âm thanh nghe rõ. Hôm nay chúng ta học tiếp tục đến câu kệ pháp cú số 250, cũng vẫn đang còn nằm ở trong phẩm ái Tanh Ha Quát Gá. Chúng tôi xin được đọc qua câu kệ này hai lần rồi sau đó chúng ta cùng nhau bước vào phần tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi. Đoạn 1 của câu kệ: Quy tắc
Quy tắc cu pa sa me cha yo ra to. Đoạn thứ hai. Asu phang pha wayat te sa da sa to. Pha wayat te là pha wayat, pha wayam tí mà người ta chia. Chia để coi. Chia theo thì hiện tại đó, thành ra nó có cái hình thức là ET. Su phần pha với giá tê sát đa sát tô. Đoạn thứ ba. E sa khô vayantika hiti. Đoạn thứ tư. E sa chết chati mara bàn thà năng. Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa từ vựng của bốn đoạn này. Ở trong đoạn thứ nhất chúng ta thấy gồm có ba từ. Từ đầu tiên, quy tắc cu pa sa me, đây là một hợp từ chúng ta tách ra quy tắc cá cộng với là upasama. Quy tắc cá mình dịch từ tiếng Hán đó là tầm, mà cũng có chỗ dịch đó là tư duy, tức là sự suy nghĩ. Upasama có nghĩa là tĩnh lặng, yên lặng. Vậy thì quy tắc cu pa sa me đó là sự yên lặng của tâm hay là của tư duy. Chá có nghĩa là và. Vô là người nào hay là ai. Rato, Rato là người thỏa thích. Rato là người thỏa thích. Rồi chúng ta bước sang đoạn thứ hai. Cha có nghĩa là và, vô, người nào, ai, ra tô, người thỏa thích. Đoạn thứ hai chúng ta thấy gồm có bốn từ. Từ đầu tiên, asuphang, có nghĩa là bất tịnh hay là đề mục bất tịnh. Từ thứ hai, pha quá giá tí có nghĩa là tu tiến. Mình dịch tu thiền cũng được. Tu tiến, tu thiền. Từ thứ ba, sát đa, đây là trạng từ có nghĩa là luôn khi. Từ thứ tư, sát tô, có chánh niệm. Có niệm. Sát đa luôn khi, sát tô, có niệm. Chúng ta bước sang đoạn thứ ba. Đoạn thứ ba chúng ta thấy gồm có ba từ. Từ đầu tiên, ê xá, người đó. Khô là quả thật. Từ thứ ba, vayantika hiti,
Dân tí ca hí tí có nghĩa là thoát khỏi. Yeah, lấy nghĩa thôi được rồi. À, chúng ta bước sang đoạn cuối cùng. Đoạn này chúng ta thấy có ba từ. Từ đầu tiên, ê xá, chúng ta đã lấy nghĩa ở trên rồi, người đó. Từ thứ hai, chết tí, đây là động từ. Chết tí này có nghĩa đó là cắt đứt. Từ cuối cùng, ma ra ban tha năng, là sự trói buộc của ma. Ma ra ban tha năng, sự trói buộc của ma. Bây giờ chúng ta cùng nhau dịch văn xuôi. Người nào? Ra tô là người thỏa thích. Quy tắc cu ba sa mê, trong sự yên tĩnh của tâm. Cha và quá pha quá gia tề, trong khi đang tu tiến. Asuphang đề mục bất tịnh. Sa tu có niệm sa đa luôn khi. Ê sa, người đó khô quả thật. Gian tí ca hí tí, thoát khỏi. Thì xin thưa quý vị, cái câu kệ này là nối với cái câu kệ ở trên, thành ra chúng ta hiểu là thoát khỏi ở đây đó là thoát khỏi sự ái luyến. Thoát khỏi sự ái luyến. Đến đoạn thứ tư, ê xá, người đó chê chát tí, cắt đứt ma ra ban tha năng, sự trói buộc của ma. Đó là toàn bộ ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ pháp cú số 350. Kính tri ân Sít Nhật Quỳnh đã hỗ trợ phần post bài đánh máy để bà con chư Phật tử chúng ta cùng theo dõi kịp được phần chiếc nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi. Tiếp theo chúng con xin được thành kính cung thỉnh chư Tôn Đức. Xin được kính mời quý bà, quý cô tu nữ cùng chư Phật tử. Chúng ta hướng về Tam Bảo để làm lễ tán dương, rồi cùng nhau bước vào học phần 2 và phần 3 của câu kệ. Arahang Samma Sambuddho Phakkawa Buddhang Phakkawantang Abhivademi. Svakato Phakkavata Thammo Thammang Namassami. Supatipanno Phakkavato Savaka Sangho Sanghang Namami. Namaturatanatayasa. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Tăng. Phước báo phát sanh do sự cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức Tam Bảo. Một cách tóm tắt này, chúng con thành kính cúng dường đến chư Tôn Đức. Xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Nguyện cầu phước báo và chư Thiên hộ trì quý Ngài cùng quý vị được thân tâm an lạc trong suốt thời gian sinh hoạt Phật Pháp. Tại Rum Pháp Cú Kinh, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính Bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học đến câu kệ Pháp Cú số 350. Câu kệ này cùng với một câu kệ Pháp Cú nữa là câu kệ Pháp Cú số 349 có cùng một duyên sự. Được Đức Thế Tôn thuyết giảng khi Ngài trú tại Kỳ Viên.
đề cập đến một vị tỳ kheo trẻ bị người vợ cũ cám dỗ. Do cái người vợ cũ này mà vị tỳ kheo trẻ ấy đã từ bỏ hội chúng, từ bỏ đời sống tu hành. Và rồi vị đó đã nuối tiếc, đã hối tiếc. Xin lỗi. Từ bỏ hội chúng và hối tiếc với cái việc xuất gia đó của mình. Thì nương theo đó, Đức Thế Tôn Ngài đã thuyết lên một cái bổn sanh chuyện để tế độ cho cái vị tỳ kheo này. Cái bổn sanh chuyện nói về người, tiểu xà thủ. Nói về tiểu xà thủ. Đó là vào thời quá khứ xa xưa, có một cái vị hiền trí tên là Chu La Thánh Úc Cá Ha. Chu La là tiểu hay là nhỏ. Thánh Úc Cá Ha là người bắn cung hay là xạ thủ. Thành ra Chu La Thánh Úc Cá Ha mình dịch đó là tiểu xạ thủ. Chàng này đã đi đến kinh thành Takasila để học nghệ, học nghề với danh sư Disapa. Và với bản lãnh rất là thông minh, chẳng bao lâu anh chàng trẻ tuổi này đã học xong được cái nghề của mình, trở thành một xạ thủ rất là giỏi. Người thầy thấy anh này đó vừa học giỏi nè, mà có đạo đức, cho nên đã mới gả con gái của mình cho. Thì sau đó hai vợ chồng trẻ đó mới trở về quê để sinh sống, để thăm ông bà cha mẹ. Thì trên đường đi về, đi ngang qua một cái khu rừng, hai vợ chồng trẻ này mới gặp bọn cướp rất là đông. Thì vì rằng anh chồng trẻ này là một xạ thủ mà, do đó hạ nóc ao hết tất cả các tên cướp, chỉ còn lại một tên tướng cướp. Và tên tướng cướp này rất là cao to, vạm vỡ, đẹp trai, tài giỏi nữa. Cho nên khi mà chàng trai trẻ xạ thủ này đó đã hạ cái tên tướng cướp đó xuống, đã khống chế được rồi, định là giết luôn đó, thì mới kêu cái cô vợ trẻ đó là lấy cho mình cái thanh gươm để mà giết cái tên tướng cướp này. Thì cô vợ trẻ thấy anh chàng tướng cướp này cao to, đẹp trai nè, hào hoa, phong nhã, tài giỏi, cho nên đó là mới sinh lòng ái luyến. Thì thay vì đưa cái kiếm là đưa cái cán cho chồng của mình để giết cái tên tướng cướp kia, thì cái cô này là đưa cái lưỡi cho chồng của, lưỡi kiếm cho chồng của mình và đưa cái cán cho tên cướp. Thì nương đó tên cướp đã cầm cán kiếm và giết chết đi cái anh chàng xạ thủ đó. Thì cô này đó là gom góp tiền bạc rồi đi theo cái tên tướng cướp kia. Bây giờ tướng cướp đi với cái cô này, định là sang bên kia sông để mà tẩu thoát. Thì lúc đó cái tên tướng cướp mới nghĩ nè, cái cô gái này nè, cổ dì mình ha, cao to, vạm vỡ, hào hoa, phong nhã, tài ba, đẹp trai, cho nên cổ mới thương mình, cổ mới thích mình, cổ mới đi theo mình. Vậy thì là trên đường đó nếu mà có một ai đó, đó mà cao to, hào hoa, phong nhã, đẹp trai hơn mình, giỏi hơn mình đó, thì cổ đi theo người khác mất tiêu rồi. Thì cô này là không được rồi, không có chung tình. Thì thôi giờ mình bảo vệ an toàn cho mình là tốt nhất. Thì thành ra đó là anh này mới nói với cô này, thôi giờ chúng mình cần phải qua bên sông để mà đi đến một cái xứ khác sinh sống. Bây giờ tạm thời đó chiếc xuồng này nó nhỏ quá, chỉ chở được con người, nên em ở đây, anh đem hành trang đi qua kia trước,
rồi sau đó đó mới cho thuyền qua rước em. Thì anh định chở của cải đi theo ảnh, cái ảnh đi mất tiêu luôn. Cô này cổ đứng đây hoài quỷ, không thấy anh kia trở về cho nên là biết rồi. Thành ra bây giờ mới khóc lóc ý ê tỉ tê. Khóc lóc ý ê tỉ tê đó thì mọi chuyện nó cũng đã xong rồi. Nhưng mà có lẽ đó cái cô này đó cũng là một người có cái túc duyên đặc biệt, có phước đức về quá khứ đặc biệt. Nên chi đó là được vua Trời Đế thích, rồi giả làm một cái con chó xuống để mà tế độ cho cái cô này. Đó thì hai bên đối qua đáp lại. Thì cái cô này đó cổ mới nhận ra được cái việc đó là hơi sai sai cái gì đó. Hơi sai sai cái gì. Nhưng mà cổ cũng nói đó là rồi đây ta sẽ tìm được chàng, tức là tìm được cái tên tướng cướp kia đó. Nhưng mà cái con chó đó, tức là hóa hiện của vua Trời Đế Thích đó, mới nói đó là người nào mà dùng cái bát đất được đó thì cũng dùng cái bát bằng đồng được. Người đã làm cái việc áo thường thục rồi đó thì sẽ tiếp tục làm áo thôi. Nó trở thành cái thường cận rồi. Bây giờ mà muốn bỏ nó đó thì phải hiểu ra được, thấy ra được cái mặt trái, cái khổ đau của cái việc làm mát đó đấy, thì may ra. May ra. Thì đó là cái phần mà vua Trời Đế Thích tế độ cho cái cô kia. Rồi tiếp theo của cái cô kia như thế nào đó thì xin thưa với quý vị là ở trong chú giải không có trình bày, không có nói tiếp. Mà vì cái câu kệ này Đức Thế Tôn ngài thuyết để tế độ cho cái vị tỳ kheo trẻ, vị tỳ kheo mà vì ái luyến cái cô vợ cũ, thành ra đó là mới chán nản đời sống tu hành. Thì ngài kể cho biết cái câu chuyện quá khứ nó là như vậy đó. Rồi ngài mới đúc kết lại. Trong cái thời đó đó, hiền trí tiểu xạ thủ chính là cái vị tỳ kheo trẻ hiện nay, và cái nữ nhân kia đó chính là cái cô vợ trẻ trong thời hiện tại này. Còn thiên vương đế thích mà giả làm con chó đó, đó là Như Lai. Nói vậy xong ngài mới giáo giới cho cái vị tỳ kheo trẻ đó. Ngài nói này tỳ kheo, thuở xa xưa đó, tức là đời xưa kiếp trước đó, cái cô thiếu nữ này cổ đã giết ngươi vậy rồi. Giờ chỉ vì đó yêu thương cái người nam mà vừa lòng hơn nè, đẹp hơn người này thì khéo, chẳng lẽ đó là ngươi muốn tiếp tục chết thêm lần nữa hay sao, chết nhiều lần như vậy giữa hay sao? Vậy thì thôi, hãy từ bỏ cái ái luyến đó đi, hãy cắt đứt cái ái luyến đó đi. Nói vậy xong cái ngài mới thuyết một loạt hai câu kệ. Hôm qua chúng ta đã học xong câu kệ 349, hôm nay chúng ta học đến câu kệ 350. Đức Thế Tôn ngài thuyết Quetak ku pasame cha yuratu asu phang pa wayate sada satu e sako vyantika hiti eso chat chati mara banthanang
Câu kệ này được Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch kệ thơ năm chữ: Ai vui an tịnh ý, quán bất tịnh thường niệm, người ấy sẽ diệt ái, cắt đứt ma trói buộc. Ngài Hòa Thượng giới đức dịch như thế này: Người kia vui thích niệm lành, chế ngự dục lạc chẳng sanh tâm hồn, ái tham cắt mạch nước nguồn, nước kia khô cạn ái còn ẩn đâu. Bức dây trói buộc hai đầu, ma vương ngơ ngác trước sau khó tìm. Và đồng thời chúng tôi cũng đã có dịch văn xuôi của câu kệ này, cho nên qua ba bản dịch này, đây là ba cái phần tham khảo để chúng ta hiểu ý nghĩa ẩn chứa ở trong câu kệ Pali. Xin thưa với quý vị, khi nãy trình bày cái phần mà việc dịch văn xuôi đó, chúng tôi có nói cái câu kệ này với cái câu kệ Pháp Cú số 349 có liên quan với nhau. Thì từ cái chỗ này chúng ta mới thấy đó, ở bên câu kệ Pháp Cú số 349 đó, là Đức Thế Tôn Ngài trình bày cho chúng ta biết ái là cái gì. Sự tai hại của cái việc bị ái chế ngự, bị nhiễm đắm bởi ái đó, như thế nào? Và với những ai đó mà thấy được cái sự nguy hại, cái khổ đau do ái mang đó, thì từ cái chỗ đó đó, bắt đầu mới lo tu tập, mới lo cách để từ bỏ cái ái liên đó đi. Vậy thì cái câu kệ Pháp Cú số 350 này nè, là Đức Thế Tôn Ngài chỉ cho cái cách để từ bỏ ái đó đi. Và cái cách này nè, xin thưa quý vị, là phù hợp, là thích hợp cho cái vị tỳ kheo trẻ đó. Chúng ta biết đó là có rất là nhiều cái cách để mà từ bỏ ái, xin thưa quý vị. Dạ, rất là nhiều pháp. Nhưng mà vì mỗi chúng sinh ở trong vòng vô thủy luân hồi cho tới bây giờ đã tạo những cái thiện nghiệp khác nhau. Mỗi một người đó có những điểm mạnh riêng, điểm yếu riêng. Thì thành ra nương theo đó, để Đức Thế Tôn là Ngài chỉ điểm. Do vậy đó mà trong số chúng ta là những ai đã từng tạo duyên, tức là đã từng tu hành đó, phương pháp cách thức mà nó hơi giống như cái vị tỳ kheo này đó, thì khi nghe cái câu kệ này chúng ta sẽ thấy thấm. Còn những ai đó mà chúng ta cái phương pháp cách thức tu của chúng ta mình hơi khác tí đó, thì nghe nó không thấm lắm. Nhưng mà xin thưa quý vị đó, nếu chúng ta thấy không thấm lắm đó, có nghĩa là cái mức độ tu tập của chúng ta nó còn hơi trịch tiệt. Do vậy đó mà chúng ta ráng cố gắng, cứ pháp Phật đó mình ráng học hết, không có ứng dụng cho cái khía cạnh này thì cũng sẽ ứng dụng được cho cái khía cạnh khác. Trong đời sống chúng ta gặp vô vàng kiểu, vô vàng cách, vô vàng trường hợp, vô vàng khía cạnh, vân vân. Mỗi khía cạnh, mỗi trường hợp, nếu mà chúng ta hiểu nhiều pháp của Phật thì chúng ta ứng dụng hóa giải một cách dễ dàng. Nhờ vậy đó mà chúng ta sẽ sống được an lạc, sống được an ổn. Bây giờ chúng ta mới cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa chứa đựng ở trong cái câu kệ này. Đức Phật Ngài dạy: Vô người nào ra tô thỏa thích quy tắc cu bát xả mê, trong sự yên tịnh của tâm. Cái điều này có nghĩa là gì, xin thưa quý vị? Là Ngài dạy cho cái gì tỳ kheo đó đó, là tu tập thiền định đi, để cho cái tâm nó định lại. Cho nếu cái tâm mà không được định á,
thì dễ trong móng là hoài niệm nghĩ ngợi búng lúng là vì sao ạ? Xin thưa với quý vị đó là ở trong duyên sự nói đó, là vị này ái luyến đến cái cô vợ trẻ. Mà hễ ái luyến đến cái cô vợ trẻ đó thì cái ai đó đó nó cứ tồn tại, nó cứ lởn vởn ở trong cái đầu mãi. Thành ra đó là cái gì này sẽ nghĩ ngợi lung túng, nghĩ ngợi về chuyện vui, chuyện buồn, nghĩ ngợi đủ thứ chuyện về hai người. Và như vậy thì là cái tâm của vị này phóng hay là cái tâm của vị này định, xin thưa quý vị? Phóng. Tâm nó đang đi chơi, và nó đi chơi một cách không có được kiểm soát. Thành thử ra đó, Đức Thế Tôn mới khuyên cái vị này là nên tu thiền định đại, để cho tâm nó định tĩnh. Mà tu cái mục gì? Tu cái đề mục A-su-phăng pha-wa-ya-te sa-da-sa-tu. Là trong khi tu tập cái đề mục bất tịnh đó đó, mà phải luôn luôn có niệm mà chứ. Chứ còn tu cái đề mục bất tịnh đó đó mà tu theo kiểu bữa được bữa cái đó, tu theo kiểu là sáng nắng chiều mưa, tu theo kiểu ngẫu hứng đó, thì cũng có giá trị lắm. Vậy thì đề mục bất tịnh là gì? Đề mục bất tịnh là gì xin thưa quý vị? Là các cái đề mục tử thi á. Chúng ta nhớ bà Hoàng hậu Khê Ma là một quốc sắc thiên hương đẹp vô cùng, ái luyến đối với cái sắc đẹp của mình. Đức Thế Tôn Ngài đã tế độ cho bà ta bằng cách đó là Ngài cũng quá hiện ra một cái cô thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp. Nhưng mà rồi cái cô thiếu nữ đó đó là biến hoại đổi thay theo thời gian năm tháng. Từ cô 16 thành cô 20, thành cô 25, thành cô 30, thành cô 35, thành cô 40, thành cô 50, thành cô 60, thành cô 70, thành cô 80 và thành một cái xác chết. Một cái xác chết đó rồi cái bắt đầu đó nó mới trương lên, da dẻ nứt nẻ nè, nước vàng nè, chảy ra, rồi thịt rồi nó rã rời ra, còn xương không. Xương cái bắt đầu đó là gì? Cũng là gì, chuyển đổi màu đen trắng nè, rồi hoại trở thành một đống bột, tu tập cái đề mục bất tịnh đó là thấy ra được vậy. Từ cái chỗ mà mình quan sát mình thấy nè, cái sự biến hoại đổi thay từ cái lúc hình thành cái thân xác này nè, đến cái lúc mà còn lại có xương này, hoặc là một nắm bột đó thôi, thì mình mới biết được đó là, thân này nè, bản chất nó vậy, tự tánh nó là vậy, không thể nào khác được. Quý vị có đồng ý chúng tôi vậy không? Trên phương diện pháp học này chúng ta có thấy ra được vậy không? Có khi đó là chúng ta không thấy là bởi lẽ sao? Bà con chư Phật tử chúng ta đó mà có đi vào tham ma mộ địa đó, mà người ta quăng xác chết ở trong đó, thì lúc đó đó mình mới thấy được cái xác thân này đó nó rã ra, rồi nó còn lại xương, lâu ngày chày tháng nó xương đó nó mòn đi, nó còn từng cái hạt xương nhỏ nhỏ. Giờ còn không nữa thì chúng ta có thể quán cái nội quẩn này bằng cách đó là mình thấy ngoại quẩn. Xin thưa quý vị đó, nội quẩn ngoại quẩn đó, cái con người của mình nó y chang như con chó hoặc là con cá vậy thôi, vân vân. Con chó nó chết, con cá nó chết, giống như mình chết vậy đó. Khi tâm thức lìa bỏ rồi đó thì nằm trên mặt đất như khúc gỗ vô dụng. Nếu mà mình không có cái cơ hội, không có cái điều kiện để quan sát cái con người mình nè, qua thời gian 5 tháng nó mục rửa ra,
nó còn lại những cái hạt xương bé bé như thế nào đó, thì mình có thể quan sát con chó này, con heo này, con gà này, con vịt này, con cá. À, mình thấy cái sự biến hoại nó cũng giống vậy đó. À, dĩ nhiên đó, quý vị có thể nói đó là con người nó to hơn, thành ra đó là cái thời gian biến hoại nó chậm hết. Nhưng mà xin thưa quý vị, cái bản chất nó cũng giống nhau vậy đó. Nó cũng biến hoại đổi thay vậy. À, bất tịnh là vậy đó xin thưa quý vị. Thì tại sao đây Đức Thế Tôn ngày dạy cho cái vị tỳ kheo này là quán bất tịnh? Là bởi vì cái vị tỳ kheo này đang ai luyến cái cô vợ trẻ kia mà. Ở đây nói đó là cô vợ trẻ. À, vợ trẻ có nghĩa đó là gì? Là các dục đang thời. Đẹp. À, đang thời đẹp, đang thời tỉnh. À, cũng giống như chúng tôi đưa ra một cái ví dụ cho quý vị, đó là câu chuyện của bà Khê Má. Đó, đang thời sung mãn, thành ra tác dụng đẹp. À, và khi mà mình ái luyến cái gì nó đẹp vậy đó, thì là đề mục bất tịnh để thích hợp. À, để cho cái vị này quán đề mục bất tịnh vậy đó. Để từ cái chỗ đó đó mà quý vị này mới có thể thấy ra được cái cô vợ trẻ kia nó giờ không còn đẹp nữa, giờ không còn hấp dẫn nữa. À, không còn trẻ, không còn đẹp, không còn hấp dẫn nữa. Thì trong khi mà quán tưởng vậy thì ở đây mới nói đó là sát đa sát tố, tức là có niệm luôn. Khi có nghĩa là cái gì? Là quán hoài hoài vậy đó. À, quán hoài hoài vậy đó. Là có thể đó là gì? Sáng tu tập về cái đề mục bất tịnh này nè. Trưa tu tập về cái đề mục bất tịnh này. Chiều tu tập về cái đề mục bất tịnh này. Tối tu tập về cái đề mục bất tịnh này. Chỉ khi nào ngủ thôi. Ngủ nè. Hoặc là đi bát nè. Hoặc là giờ ăn nè. Hoặc là giờ đi đại tiện tiểu tiện nữa. Còn ngoài ra đó là ráng cố gắng quán, tu quán vậy đó. Tu liên tục vậy đó thì là mới có, mới luôn luôn có niệm. Và tu như thế nào đó đó để chứng đắc được sơ thiền. Quy tắc cu bất sở mê. Ra tu là thỏa thích ở trong cái sự yên tịnh của tâm. Tức có nghĩa là cái gì? Là chứng đắc và an trú tâm ở trong sơ thiền. À, thì khi đó đó mới có được tấm, mới có được tứ. À, thì mới có được cái sự thỏa mãn, thỏa thích ở trong cái việc tu tập đề mục đó. À, nhưng mà xin thưa quý vị đó, à rồi nè, khi mà chứng đạt được sơ thiền đó, à, thì khi mà chứng đạt được sơ thiền đó là cái nội tâm của mình như thế nào ạ? Lý dục ly các ác bất thiện pháp. Thì lý dục là gì? Là từ bỏ các dục đó. À, lúc đó đó là quên bẵng. Mình có thể nói là quên thôi, xin thưa quý vị, chứ chưa có từ bỏ được ha. Quên bẵng. À, cái cô kia cổ đẹp, cô kia cổ hấp dẫn, cô kia cổ quấn thu hút như thế nào, quên. À, và có thể so sánh đó, là cái sự hấp dẫn của cô kia đó, sự an lạc, sự hạnh phúc của cái cô kia đó không có bằng là cái sự hấp dẫn, sự an lạc, sự thích thú ở trong sơ thiền. Chính vì vậy đó mới quên bẵng cái cô kia được. À, quên bẵng đi các dục lạc đó được. Và rồi từ cái chỗ mà sơ thiền đó đó, à, nếu với những ai đó mà có cái tâm kiên quyết, tinh tấn, nỗ lực này, thì có thể thành tựu đến nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền. À, thì bây giờ đó cái tâm, trạng thái cái tâm định tĩnh mạnh hơn, an lạc mạnh hơn, hạnh phúc mạnh hơn, nhiều hơn. À, nhưng mà xin thưa quý vị, tại sao chúng tôi nói đó, cho dù này, an lạc, hạnh phúc ở trong ngũ thiền cũng đi. À, thì xin thưa quý vị, đó cũng là gì? Giống như tạm thời quên thôi. À, chứ chưa có từ bỏ được ha, chưa có quên sạch sành sanh ha. Chưa quên sạch sành sanh được đâu xin thưa quý vị. Là sao ạ? À? Vì rằng ha,
sơ thiền, tam thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, hay cho luôn thiền phi phi tưởng đó, phi phi tưởng xứ đó, là tầng thiền cao nhất. Thì đây cũng là gì, các cái tầng thiền này nó do tư duy tác thành. Do tư duy tác thành có nghĩa là sao? Nó có đó rồi nó sẽ mất. Nó có đó rồi nó sẽ mất. Ai mà giữ lâu lắm đó thì sau khi thân hoại mạng chung là mất. Tái sanh đi kiếp khác là không còn nữa. Còn với những ai đó mà cái tâm hơi yếu yếu tí đó thì khi nào khởi lên sân hận cái là nó cũng mất. Chúng ta thấy giống như là Ngài đi qua đất tá. Khi mà Ngài khởi lên cái ý muốn đó là cầm quyền tăng chúng đó, chia rẽ tăng chúng, thì ngay khi đó đó là thiền mất. Dạ, thiền mất thì mình không còn có cái khả năng để mà an trú cái tâm của mình vào trong các cái tầng thiền đó. Từ chỗ đó mình không còn có được an lạc hạnh phúc của các cái tầng thiền đó mang lại. Thì khi mà mình không có được cái an lạc hạnh phúc của các tầng thiền đó mang lại đó, thì bây giờ nè mình sẽ thấy đó, dục, cái an lạc của các dục đó nó mạnh hơn, nó thu hút hơn. Dạ, nó thu hút hơn. Do vậy đó mà Đức Thế Tôn Ngài mới dạy cho cái vị tỳ kheo này đó. Trên cơ sở của thiền định vậy đó. Trên cơ sở của cái thiền định này nè, thì bắt đầu là gì? Phải thường xuyên có niệm để dẫn đến gì? Ê sa khô và dàn tí cải tí. Để dẫn đến đó là thoát ra được. Thoát ra được cái sợi dây ai liên đó. Và thoát ra được cái sợi dây ai liên này nè một cách trọn vẹn, một cách hoàn toàn. Thì để thoát ra được khỏi cái sợi dây ai liên đó, đó thì xin thưa quý vị đó, lúc này là phải có niệm luôn khi, niệm luôn khi này đó nó hỗ trợ cho cái gì? Niệm luân khi này hỗ trợ cho chánh kiến phát triển lên. Mà chánh kiến phát triển lên đó thì cái chức năng của chánh kiến này làm cái gì? Chức năng của chánh kiến này phải thấy ra được ái là nhân, dẫn đến cái quả của ái đó là cái gì? Khổ đau. Phải không xin thưa quý vị? Muốn mà không được là khổ nè. Thương mà phải xa là khổ nè. Đúng xin thưa quý vị. Do ái nè, xin sầu u nè. Do ái nè, xin lo sợ nè. Đó, thì sầu u hay lo sợ đó là cái quả của ái. Thấy rõ được ái này là nhân. Sầu, lo sợ là cái quả. Thấy được nhân này dẫn đến quả vậy. Và mình không có mong muốn có được cái quả đó, bị cái quả đó, bị cái quả đó. Thì thành ra là gì? Cố gắng nhiều hơn nữa để từ bỏ nó đi. Và muốn từ bỏ nó được đó thì buộc lòng mình phải thấy nó là cái gì? Đó là ai? Ai đó đó là tốt hay là xấu? Xấu. Xấu đó nó cho cái quả như thế nào? Khủng khiếp quá. Đời xưa kiếp trước đã bị giết một lần rồi. Dạ, đã bị giết rồi. Giờ nếu tiếp tục ai nữa thì có khả năng bị giết nữa. Và có thể đó là đã từ vô thủy luân hồi cho đến giờ đó là mình đã bị chết 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 rất là nhiều lần bởi cái sự ai liên này. Và bởi cái sự ai liên này. Vậy thì chẳng lẽ mình cứ cam tâm tình nguyện để bị chết bởi cái ai liên này hoài vậy sao? Do đó là thấy ra được cái tai hại của nó. Mà nó liên quan tới nhân quả, quả nhân vậy. Và rồi nữa nè, thấy ra được cái tính chất thay đổi của nó. Mình yêu người ta vậy đó mà chẳng làm điều quái.
Một ngày 24 tiếng đồng hồ, mình dành 8 tiếng đồng hồ để ngủ rồi, thì 8 tiếng đồng hồ đó mình đâu có yêu đâu. À, rồi còn lại đó là 16 tiếng đồng hồ. Chẳng lẽ suốt 16 tiếng đồng hồ đó mình cứ yêu người ta mãi? À, nó cũng biến hoài đổi thay. À, khi yêu, khi không yêu. À, cái trạng thái đó đó, nó cứ biến hoài đổi thay, thay đổi biến hoài vậy đó. Chứ nó đâu có được yên hoài. À, rồi nữa này, có khi đó mình yêu người ta, mình ta đâu có yêu mình. Đó. Như vậy thì là gì? Mình yêu người ta phải yêu lại mình. À, người ta yêu mình phải yêu lại người ta. Tức là cái gì? Cái yêu đó nó còn phải tùy thuộc vào cái điều kiện nữa. À, nó tùy thuộc vào cái điều kiện nè. Không gian, thời gian. À, rồi nó đủ các cái điều kiện khác nữa để nó mới có cái yêu đó. À, vậy thì là dầu cho ái hay là dầu cho ly ái đi nữa đó. À, thì nó cũng cứ phải gì? Biến hoại đổi thay. Và mỗi khi nó phát sinh được, nó đều phải có điều kiện. Đó niệm ghi chắc này ha, chứ nó hỗ trợ cho chánh kiến hiểu ra vậy. Thì ai mà hiểu về cái tính nhân quả của vấn đề càng sâu sắc, càng chi ly, càng tỉ mỉ bao nhiêu, hiểu rõ về nè tướng vô thường, khổ vô ngã của cái vấn đề đó đó, sâu sắc chi ly bao nhiêu, thì sự từ bỏ của người đó đối với vấn đề đó càng nhiều bấy nhiêu. Dạ, càng nhiều bấy nhiêu. À, thì có niệm đó là như vậy đó. Thì từ cái chỗ đó mới dần dần thoát ra khỏi được cái sợi dây trói buộc ái luyến. Ở đây đó cụ thể đó là nam nữ. Mình hiểu rộng ra đó thì ái luyến tất cả. À, ái luyến trong sáu cảnh. Và khi mà thoát ra khỏi hết vậy đó thì sao xin thú vị? Người đó chết chặt tí ma ra bàn khả năng là cởi trói được cái sợi dây trói buộc của ma. Ma ở đây mình hiểu là ký lê sa ma ra, là phiền não ma. À, thì khi mà mình đã tháo ra được cái sợi dây trói buộc của ái, tức là mình đã từ bỏ được hay là cắt đứt được nè ái dục, ái sắc và ái vô sắc. Ai mà cắt đứt được ba loại ái này thì tất yếu dẫn đến đó là gì? Cắt đứt luôn được gì? Tham đó thì cắt đứt luôn được tà kiến nè, ngã mạn. Mặt trái của ái này, của tham này đó là sân nè, là tật đố nè, sân nè, tật nè, lận nè, hối nè. À, rồi trong cái ái, trong cái tham này nó còn có nữa là gì? Là xí nè, vô tam nè, vô quý nè, phóng dật nè, cắt đứt luôn. Cắt đứt luôn. Như vậy đó thì là mới chết chặt tí mà ra bằng thanh năng. Cắt đứt được sợi dây trói buộc của ma. Ma đây mình hiểu là phiền não ma đó. Thì khi mà cắt đứt được vậy đó thì lúc bấy giờ là gì? Theo quý vị mình còn chết nữa không? Hả trời. Chết một lần nữa thôi là không bao giờ chết nữa. À, thì từ đó về sau là gì? Nếu hay cái vị tỳ kheo này mà đạt được đến trình độ này thì theo quý vị đó, từ đó về sau cái vị tỳ kheo này còn có thể bị phụ nữ giết nữa không? Không. Không, chẳng những không có bị phụ nữ giết nữa mà cũng không còn bị ai giết được nữa cả. Bởi sao? Khi mà vị đó đã đạt được đến cái chỗ này, hay là một người nào đó đạt được đến cái chỗ này, tức là chết chặt tí mà ra bàn thanh năng. À, thì sau khi thân hoại mạng chung, vị đó sẽ không còn trở lại trạng thái này nữa. Và vì do không còn mắt, không còn tai, không còn mũi, không còn lưỡi, không còn thân, không còn ý, thì ai mà ai nữa. Ước mong tất cả chúng ta một ngày nào đó đều đạt được đến cái trạng thái này. Chúng tôi cũng ước lắm, nhưng mà ước là một lẽ. Thành tựu được hay không lại là lẽ khác. Do vậy chúng ta ráng cố gắng tạo được nhiều thiện nghiệp chừng nào tốt chừng đó. Các cái thiện nghiệp này đó
thì rất là đa dạng. Nội sơ sơ thì chúng ta thấy kể cũng 10 nhân phước rồi. Thì thành ra nhân nào mình cũng ráng cố gắng làm hết. Cứ có dịp có cơ hội là mình đều tạo. Tạo cái thiện nghiệp này là cho mình chứ không có cho ai cả. Khi mình cố gắng nỗ lực siêng năng tập tạo từ 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 vậy đó, thì đến một lúc nào đó mình có khả năng chết chặt tí mà ra bàn thân, cắt đứt được sợi dây trói buộc của mình. Chúng tôi xin được chấm dứt cái thời giảng với đề tài là câu kệ pháp cú số 350 tại đây. Phước báo phát sanh do sự giảng pháp. Chúng con thành kính cúng dường đến nơi chư tôn đức, cầu mong các ngài được an vui trong đời sống phàm hạnh. Xin được chia điều đến quý bà quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử, mong quý vị được thanh thông trong đời sống, được tiến hóa ở trong Phật pháp. Phước báo khác xin được hồi hướng đến tất cả chư thiên trong ba cõi, nhất là các vị có đại quy lực đại thần lực, cầu mong chư thiên tùy với phần phước này để được an lạc nơi cảnh giới chư thiên. Rồi xin chư thiên hộ trì Phật pháp được bền vững, hộ trì chúng sanh đồng tiến hóa an vui. Nam mô Bụt Thầy giá. Yeah, sa thu lành thầy. Thay mặt đại chúng trong rung con xin được kính chân thầy Đức Minh Mẫn Đức Từ Bi Hoan Hỷ thuyết giảng từ vựng ý nghĩa duyên sự bài kinh pháp cú số 30. Tiếng là Phật tử chúng con trong hiểu học và hành sao cho được sự lợi ích, sự tiến hóa. Chúng con xin được thành kính cũng trên đại Đức Minh Mẫn. Và thay mặt đại chúng trong lâu mười lần con xin được thành kính cũng trên đại Đức Minh Hành Từ Bi chúc phúc cho rung sau khi nghe pháp. Nam mô Phật Thầy gia, và con xin được thành kính cúng tiền đại Đức Minh Hạnh. Kavato sappa mangalang rakkhantu sappa devata sappa buddhana bhavena sada sati bhavantu ite. Kavato sappa mangalang rakkhantu devata sappa dhammana bhavena sada sati bhavantu ite. Bhagavato sabba mangalang rakkhantu sabbe devata sabba sanghana bhavena sada sati bhavantu te. Tất cả phương hoàng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thánh lợi thường thường đến người, cầu xin cho hóa của tâm tinh tham bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thu lành thầy, và chúng con xin được thành kính chân đến Đức Minh Hạnh đã bị từ bi hoan hỷ chúc phúc cho rung rao thời pháp. Phát thân nào xin được kính mời toàn thể đạo tràng chúng ta hướng tâm trong sạch để hồi hướng. Ya thế và đa san ti vi ha ra wa si ni tu pe kha re po ti kha re ta hing ta hing ta tham ma da ne na pa wan tu pu chi ta so ting ka ron te ta vi ha ra man da le te ra cha ma cha na va ka cha pi kha wo sa ra mi ka da na pa ti u pa sa ka Khama cha de sa ni khama cha isara sa pa na pu ta su khi ta pa wan tu te cha la pu cha ye pi chan da sam pa wa sang se da cha ta tha vo pa pa ti ka ni ya ni kang tha ma wa rang pa ti cha te sa be pi du kha sa ka ron tu sang kha yang ทาตุจิรังสตังธรรมโมธรรมทาจะปุคาราสังโฆตัวสมาโควะอัตถายะจะหิตายะจะอัมเหระคตุสัทธรรมโมสเบปิธรรมจาริโนพุทธิงสัมปะปุไนยามะธรรมะอริยะปะเวดิเตอิดังโนญาตินังโหนตุสุขิตาโหนตุญาตโยอิดังโนญาตินังโหนตุสุขิตาโหนตุญาตโยอิดังโนญาตินังโหนตุสุขิตาโหนตุญาตโยด้วยสื่อพระบ่าวมาจึงก่อนและจำใส่กล่ำใดสิหน่วยเหืองเด่นท่านบังขวิ้นถูกแล้วคว้าว้างเก่ามองเจ้าค้าแฟนดึกเสียอันวุย
Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị hằng được sự an vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị hằng được sự an vui. Idang vatano punyang asavakha yavahang nipanasa pakjayong ho tu. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy làm món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngũ ngầm nơi tâm. Nam mô Phật-thaya, Nam mô Tham-maya, Nam mô Sang-khaya. Và kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý tu nữ cùng toàn thể đạo tràng. Sau phần hồi hướng chương trình sinh hoạt Phật pháp trong lục pháp cung kinh trên đề ngày hôm nay, sẽ được khép lại trong vài giây phút tới. Chúng con xin được thành kính cung thỉnh cho tôn đức tăng, kính mời quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam trở lại rung pháp của kinh trường để chúng ta xin đặt Phật pháp như thường lệ, hào mong được sự an vui, sự tiến hóa. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sáng Khai Giá. Kính chào tạm biệt, con xin được đóng rung.